dẫn tụi con đi ăn một cái món thật là sang chảnh. Bữa nay là mình đang ở đường Lê Quang Định nè. Ở đây là bao nhiêu đây? Lê Quang Định là ngay chỗ chợ Bà Triệu nè. À, tụi con ấy nha, thôi mình vô cái quán này đi, hủ tiếu ở đây đi. Ủa mẹ, mày kêu đi ăn sang chảnh mà. Thì mình từ bên kia qua đây, hủ tiếu này cũng ngon mà. Ủa nhà mình cũng có mà. Thì được không? Thôi mẹ vô vô kia ăn sushi đi, vô kia ăn sushi. Sushi bên này á hả? Dạ. Thôi ăn sushi. Trời ơi, bên này hả, sushi, ăn quán này đúng không? Ăn quán đó. Vậy đó hả? Ờ, hôm nay thì dẫn các bạn đi ăn một cái món thật là sang chảnh, tính cho ăn hủ tiếu bên kia nhưng mà hết chỗ ngồi rồi quý bà con cô bác. Thì hôm nay thì Dung sẽ đến quán này là quán Mystic. Số này là số 26, 28 Lê Quang Định nè. Ở đây thì hôm nay Dung đến dẫn các bạn đi ăn sushi nhưng mà không biết tại sao lại đi xa như vậy. Nó đố tụi con biết tại sao lại đi xa như vậy. Chắc là đổi không khí nữa. Đổi không khí hả? À, chào cô. Chào Dung. Ổn không cô, ổn không? Hơi rung, hơi rung. Hơi rung hả? Hơi rung hả? Không, đi làm răng về rung hay sao? Đi làm răng về thì cũng ổn, không sao. Vậy hả? Dạ. Không có đau. Không đau hả? Không đau, nhưng mà cũng hơi sợ một chút lúc mới bắt đầu làm. À, Bình Nguyên trả mít cho bà nè. Chào bà chứ con. Chào bà, chào bà con. Đó. Dạ. Xin giới thiệu với bà con cô bác, đây là cô Anh. À, một fan rất là cứng của sư phụ Cương Dừa. Đó. Ủa, trà sữa nữa. Ô, có trà sữa nữa. Dạ. Rồi có xem kênh của Dung nữa thì hôm nay cô đến làm răng, sau đó là cô mới nói là nhà cô là con trai mở quán sushi ở Bình Thạnh này nè, và cô mời gia đình Dung Nhân Dung Dẻ đến ăn thì ủng hộ. Dạ, đến ủng hộ. Thì hôm nay là Dung đến là do một cái lý do rất là đặc biệt. Hồi chiều làm răng cho cô là không có chích thuốc tê, thành ra là con tiết kiệm được cái tiền đó, bữa nay con lấy tiền đi ăn sushi. Ủng hộ là cô mừng rồi. Dạ dạ dạ. Dung tới là cô rung luôn, cô mừng đó. Có gì đâu cô, cái gì vậy? Cũng sợ. Sao vậy, sợ gì? Tự nhiên cái rung gì? Trời ơi, thấy thương không? Trời, nước mắt rưng rưng, nó nghe thấy thương, dễ sợ. Thôi, cô tiếp khách đi, bữa nay nhà có tiệc gì hay gì vậy? Mấy đứa này à? À, mình ngồi bàn chứ. Dạ dạ, con ngồi, gia đình con ngồi, tụi con lên tụi con gọi món ăn. Đi, dạ, rồi lên dạ. Món. Trời ơi, thấy thương dễ sợ không mà. Hồi chiều cô đến á rất là dễ thương nha. Cô đến hồi sáng, sau đó là Dung lấy lịch cho cô để làm cảm răng. Động, cảm động. Cảm động hả? Tại vì mình có người thương mình hạnh phúc lắm. Vậy hả cô? Trời, con cũng vậy đó. Trời, mấy cô cháu mình giống nhau nè. Dạ. Cảm lắm. Dạ. Chào em, Tatsumase. Với Dung. Dung dạ. đây là Trang. Đây chào. Hai người giúp nhau. Anh Anh và các bạn của Dung, em ngồi ngoài hay là ngồi trong? Ở đây. Không, cho tụi con ngồi riêng đi. Ngồi riêng. Không, ngồi chung. Không, Dung ngồi riêng, các bạn riêng với Dung. Thì nhà riêng mà. Cho nha. Cho chứ không. Okay. Cho nhà có. Tụi con ngồi riêng đó, tụi con thích ăn cái món tụi con gọi. Dạ, hôm nay tụi con đến tụi con ủng hộ. Không, nhưng mà nhà mình có tiệc gì hay gì? Không, có tiệc sinh nhật trong kia. Mình ngồi ngoài. Ngồi ngoài làm gì người mẹ? Trời ơi. Ngồi ngoài là ngồi riêng mẹ. Không có, mẹ thấy bà có đón cô chú gì quá trời kìa. Mình cắt ra xong. Dạ dạ. Được rồi anh. Cho tụi con vô. Mình vô bao nhiêu người? Cho tụi con vô cái góc đó đi. Ừ đúng rồi, vậy tụi con vô góc đó đi. Dạ không sao, dạ không sao đâu. Dạ. Mình vô đây các con ơi, vô đây vô đây. Đó, hôm nay mình đến ủng hộ bà nè. Đi vô con. Vô. Đó, gia đình, cái này gia đình nhỏ. À, đi tham quan quán hả? Đi theo với sếp. Ok. Cho con đi tham quan một vòng cái quán nha. Cứ đi thoải mái. Dạ, cứ quay thoải mái. Con đi một vòng tham quan quán đi. Sao? Nó đi chụp hình. Happy birthday nữa hả? Happy birthday nhà ai vậy? Hai vị khách quý. Hai vị uống cái gì? Rượu sake. Rượu luôn hả chú? Bây giờ có tôi ăn trắng, ăn đỏ. Dạ thôi, hôm nay con đóng vai phụ huynh đó chú. Có dẫn theo mấy đứa nhỏ
mà thế mà có uống rượu về cái nó kể với ba nó. Dạ dạ rượu ba ghê bỏ rượu rồi trời à. Ở trong này là cái một cái bàn mình có thể là bàn sinh nhật của tụi dạ. Mình muốn đãi sinh nhật gì đó mình đặt nó có cái khu riêng này hả con? Dạ riêng là rồi, còn khu trên này là khu ngồi bệt hả con? Gì nữa đây không biết chưa lại luôn lần đầu tiên luôn. Ồ là con mới nữa đó, biết luôn à ông mới ở nước ngoài về là về đây luôn đó hả? Nè cái bàn cái này là ngồi vậy nè à đó. Trên đây là bàn ngồi trệt nè, ngồi trệt nè. Cameraman bạn có tâm xíu bạn lên trên này đi bạn. Đó rồi vậy là chắc mình lên đây ngồi có không, trong này có khách không? Nó ở dưới đây là nó 20 người để nó lấy ngoài đó như này đi vậy hả? Lên đây. À, vậy. Dạ dạ nếu mà trống trên này thì ngồi trên này cũng được cô. Ừ. Ôi cái quán rất là dễ thương nha cả nhà. Bà con thì mình có nhiều khi sợ cho mọi người thoải mái cô. Vui lắm. Dạ cứ cho mọi người thoải mái, tụi con ngồi trên này cũng được. Dạ này lấy ra đi. Dạ rồi con đi tham quan một vòng. Nói chung là hôm nay đến chủ quán đâu cô? Chủ quán chưa ra. Ô vậy nữa hả? Chủ quán chưa ra nữa hả? À còn khu này là khu bếp mở hả cô? Bếp mở. À dạ. Giống như mình muốn ăn cái gì là ở đây mình thấy luôn nè, thấy chế biến, thấy làm luôn nè. Ngồi luôn ngay tại chỗ luôn. Dạ dạ. Đẹp á. Bác bận tụi nó bận đồ Nhật hết, vào tiếng Nhật rồi nó hết luôn. Dạ dạ. Con thấy trang trí cũng đẹp. Nó được bữa nay nó về nó mới báo mình nó là ở trong cái trung tâm mua sắm nào của Nhật có dạ. Lại kêu tụi nó vô cộng tác. À vậy đó hả? Dạ dạ. Không đồ Nhật mà ở trong mấy trung tâm mua sắm người ta ăn nhiều lắm. Tại vì có công ty rồi đó. Dạ dạ dạ. Thì đang nói nhiều mình nói nó mới về, lại mới đi về nó nói. Dạ dạ. Báo cho má nghe má mừng. Dạ. Anh là con thứ mấy của cô? Con lớn. Con lớn hả? À con thứ hai của cô. Dạ. Rồi cô chú là ở bên đó lâu chưa? 30 mấy năm rồi. 32, 33 năm. À 32, 33 năm rồi. Tụi nó đi học nhỏ vượt biên hồi nó xíu hả? À dạ. Hồi đó là đi vượt biên là hồi đó nhỏ xíu xíu. Rồi thì thôi cho tụi con ngồi cái bàn trong này đi, tụi con order đồ ăn đi. Thôi order dạ. Liền đi. Dạ dạ. Thôi cô rồi cô cứ tiếp khách đi, cô cứ tiếp khách đi. Rồi. Xong rồi tụi con ngồi trong đó, tụi con order đồ ăn rồi tụi con ngồi trong đó nha. Dạ. Cô rảnh thì cô chạy lên chơi nha. Cô rảnh thì cô chạy vô tí cho tụi con. Con ơi, ra đây con. Trời ơi, cái gì mà rung. Thấy thương không? Để bữa nào á con ấy rồi con mời anh Khương qua ăn. Để hôm nào con anh Khương mà rảnh rảnh là ghé vô thăm trà sữa đó. À ghé vô trà sữa hả? À đi dạ dạ. Ủng hộ. Dạ trên đường đi á, trên đường đi cũng được. Dạ dạ. Nha. Thôi để con lên nha. Con lên nha, cô tiếp khách đi. Bữa nay nhà khách khứa quá trời luôn. Mới ngày đầu về nó làm vậy đó. Dạ. Dạ, nay thì nha khoa cũng tiết kiệm được ít tiền thuốc tê. Bác sĩ mài răng mà không chích tê luôn. Mài cái răng bên đây mà. Xong em luôn mày. Xong luôn nó to. Ờ tiết tê đó mà xong nó xong cô này sẽ em luôn rồi. Ờ chị này chắc con mài bên đây có con không chích nha cô. Con phải tạo luôn, không đau luôn. Không chích không gì luôn. Mày nhỏ luôn. Nó là mới hồi chiều luôn á. Dạ. Rồi tụi con ngồi vô đi tụi con. Ngồi cái bàn này đi tụi con. Ngồi bàn này đi. Ngồi bàn này đi. Dạ. Ngồi chơi kiểu Nhật luôn. Dạ, ngồi chơi kiểu Nhật luôn. Vô luôn. Cái menu cho tụi con, cái menu. Cho một em phục vụ xinh xinh. Xinh tươi. Cho tụi con một em phục vụ xinh tươi. Cái thẻ bên bạn kia. Lấy thêm cái này. Trời ơi, cô anh là một fan rất là cứng của sư phụ Hương Dừa. Cô coi tất cả các clip trên kênh sư phụ, rồi sau đó là coi trà sữa, rồi coi bé Trang, rồi coi Ngân, rồi coi My Mommy, rồi cô coi Dung, rồi hôm nay cô về làm răng và thực sự là thấy cái tình cảm mà mấy cô chú dành cho gọi như là team của sư phụ á, xong rồi trong đó Dung được hưởng ké, Dung thấy nó hạnh phúc vô cùng luôn. Chờ một xíu Dung sẽ order đồ ăn, sau đó là mình sẽ quay tiếp nha cả nhà. À chào em. Rồi. À set đúng không? Từ từ rồi chị sẽ cho đũa đúng không? Chén đũa. Hai tô
xíu nữa lấy sau đem order trước đem. Ok em. Ê, đồ ăn thấy tươi lắm nha cả nhà. Hình ảnh cũng rất là đẹp nha. Cơm cá hồi. Hình ảnh rất đẹp. Chưa ăn bao giờ, hôm nay Dung sẽ ăn để xem cảm nhận, cảm giác nó sẽ như thế nào. Bác Thêu không ăn được đồ sống đúng không bác Thêu? Không, không biết ăn đồ sống. Chị Thêu là chị gái của Dung. Bùi Thị Thêu. Chị này là Bùi Thị Thêu, kia là Bùi Thị Dung. Chị thì không bao giờ ăn được đồ sống, cho nên là rủ đi ăn sushi thì cũng đi ăn mà. Ăn sashimi là không ăn được, không sao đâu, kêu cho bác Thêu một cái mì ô đông hay là mì gì á. Kêu cho bác Thêu một cái mì gì á. Bác cho cơm cuộn này anh ngon nha. Kêu cơm cuộn cho bác luôn đi, cơm cuộn chiên á. Có đồ chiên á, cơm cuộn chiên á, cơm cuộn chiên kêu cho bác cái món đó. Ok ok, mình sẽ gọi. Mình sẽ gọi. Ủa trong đây là cá hồi, tôm. Cá người. Ok, đây chị order đây em. Cho chị hai cá hồi. Rồi, một đúng rồi, một tôm ngọt. Rồi một cái cá ngừ. Rồi một cái chích ép trứng. Rồi chị nên mình kêu riêng á, vậy mình lấy một cái combo nó. Combo đâu em? À dạ đây ạ. Dạ đây. 9 loại, 7 loại, 5 loại. Thôi 9 loại đi. 9 loại dạ, combo này chị. Ừ. Combo 9 loại đi. Dạ vậy còn cái kia, em cái nhưng mà em thêm cho chị thêm một cái cá hồi nữa nha. Rồi cho chị cái sushi order cho bác Theo luôn nha. Bác Theo đồ chín, ăn đồ chín đúng không? Cơm cuộn lương này nó đâu có cái gì sống đâu đúng không em? Đâu có cá hồi gì ở trong đó đâu đúng không? Cá hồi có chín dạ, có cá hồi, có cá hồi à? Thôi vậy cái này đi, cơm cuộn da cá hồi giòn đi. Dạ là cái đó là chín. Ừ rồi. À, cơm cuộn tôm nữa đi, một cái cơm cuộn tôm nữa đi. Rồi cho chị thêm salad không? À, một cái đậu nành Nhật. À, cho chị cái đây nè, cái này đi. Salad. Cái này đi. Rong biển sốt soju. Uống cái gì tụi con ơi? Ăn cái cho chị một cái mì lạnh nữa nha. Một cái mì lạnh nữa. Rồi ok. Nè, trà nóng 1 ly, 2 ly. Cameraman uống gì cameraman? Yeah. Rồi, 3 ly trà nóng với lại 3 cái Sprite. À, ok. Rồi được rồi con, xong, duyệt xong. 3 cái Sprite rồi đó. Uống được soju không? Em order mấy cái món đó giùm chị ha. Rồi. Ở đây thì đây là cái quán mà lần đầu tiên mà Dung đến đây ăn. Thì xíu nữa ăn cái cảm giác nó như thế nào hay là cái vị nó như thế nào thì sẽ review cho cả nhà mình nha. Và thật sự là quán thì trang trí rất là đẹp, rất là dễ thương. Và nằm ở rất là gần với chợ Bà Chiểu. Rất gần với chợ Bà Chiểu luôn. Rồi thì xíu nữa đồ ăn lên mình sẽ quay tiếp nha cả nhà. Dạ. Dạ em chào anh. Em chào anh. Dạ. À con trai con cô. Em chào. À là chủ nhà hàng. Chủ nhà hàng. Dạ. Cái này mở lâu chưa anh? Gần năm rồi chị. À gần 1 năm hả anh? À dạ. Là ủa nhưng mà bữa giờ anh có làm quảng cáo gì không? Có, cũng có quảng cáo. Dạ. Chạy Facebook hả hay sao? Đầy đủ kênh hết á. TikTok cũng có. À dạ. Facebook, fanpage rồi đó.
có làm trên cái gì đó, mấy cái app bán đồ này kia, bán thức ăn đồ có không? Đúng rồi, đúng rồi. Có luôn hả? Vậy mà sao người này chuyên môn ăn sushi mà chưa thấy đó? Sushi Mystics. Dạ, dạ. Không, bữa nay là cô giới thiệu, thành ra là em từ bên quận 10 em qua, chứ bình thường em hay ăn cái... Em hay ăn cái cao thắng cái gì ta? Hanna. Hanna. Nhiều lắm, Tokyo, New Delhi, mấy cái không, đợt trước em hay ăn một cái Thai sushi nữa, sushi gì trên đường Nguyễn Đình Chiểu quên rồi con. Hokkaido, em hay ăn Hokkaido, xong rồi đợt sau này có hay ăn bên chỗ Cao Thắng nữa. Dạ. Thì thích ăn sushi thì ngoài hơi xa ha. Dạ không sao, không sao, bữa nay biết cô rồi, rồi biết ăn rồi thì nhà em có ăn thì cứ dạ dạ. Chia ra. Là cái ăn thử là dạ. Ý kiến ha. Dạ dạ. Dạ. Mời mọi người ý kiến ha. Dạ, cảm ơn anh. Trong gia đình luôn đó ha. Dạ dạ. Cũng là trợ lý của em. Trợ lý ha. Dạ dạ. Dạ. Em có cái kênh, em có cái kênh Dung Nhân Dung Dẻ, chắc là anh không coi nhưng mà cô coi á. Kênh quá. Dạ dạ. Mình mới mời bạn tên là Quang Không G, nổi tiếng trên TikTok. Dạ dạ. TikToker. Dạ. Quang Không G. Review của anh. Review. Dạ dạ. Nhưng mà thấy có hiệu ứng về không? Có khách về không? Làm xem xong. Dạ dạ. Phải dài hơn. Dạ dạ. Tháng gì đó. Dạ dạ. Ok, thấy cũng là hai. Dạ. Dạ dạ, rồi tụi em ngồi chơi. Nói tự nhiên rồi cái gì thì chín bát luôn. Dạ. Em ăn rồi có gì em sẽ ý kiến xíu. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Dạ. 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 Dạ cô cứ tiếp khách đi, cô cứ tiếp khách đi cả tụi con nha. Dạ. Trời ơi. Nay nhà đang có sinh nhật. Nhà đang... sinh nhật nhà cháu con gì đó đông quá. Nhưng mà chờ một xíu nữa, đây thì đã có cái món là món mình ăn sinh nhật họ. Không. Nhưng mà mình ngồi đây nè, cái bàn sinh nhật ở phía dưới đó đó, xíu nữa mà người ta tắt đèn cầy, người ta vừa mới cầu nguyện xong là mình hát Happy Birthday to you. Mình hát to hơn người ta. Mình hát to hơn người ta. Mình tưởng hôm nay mình đi ăn sinh nhật. Không sao, cái chỗ nào mình vui thì đó là tiệc của mình, đúng không? Trời ơi, cái này gì con? Bánh hả? Bánh men hả? Không, mày nhúng vô cái nước này nó sẽ nở ra thành một cái khăn giấy. Ủa vậy hả? Wow. Wow. Ê, hơi bị lạ nha. Không thấy cho nó nhuộm thôi. À. Nó giống như xe sủi vậy đó. Mà mỗi người một cái khăn luôn. Lấy cho bác theo cái bình nguyên, lấy cho bác con. Đó, cũng khá là lạ nha cả nhà. Bình thường thì nó là cái khăn lạnh á, xong rồi người ta để trong wow. Rồi, cái set lên. Rồi, đây là cái combo. Chín loại hả? Từ để chị xoay lại. Em lấy cái này đi giùm chị. Rồi, cảm ơn bé. Chu cha cái quán này mấy cô phục vụ bằng đồ cũng đẹp nữa chứ, thấy không? Đây là một cái combo 9 món. Cái combo này thấy hồi nãy ở trong menu hình như là 900 mấy á cả nhà. Hình như là 900 mấy chục ngàn á, là có 850 hả? Thì như vậy á. Nói chung cỡ 800-900 ngàn gì á là có 9 món như vậy luôn. Cái combo 9 món tha hồ mà ăn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nào các bạn ơi. Ăn thôi. Wow. Cái chén này chén của mẹ. Rất vừa thôi. Này. Em đổ sốt vào đây đi. Như vậy không biết có bị vướng nhạc không ta? Em lấy wasabi cho chị rồi nha. Thôi nó kêu ăn nhiều quá. Tụi con gấp ít thôi, không có nó cay nha con. Rồi Dung có order cái set 9 món, sau đó là có order thêm một cái lườn cá hồi nè, cái bụng cá hồi nữa nè. Thì không biết là ăn ở đây sẽ như thế nào, nhưng mà nhìn cái trang trí với lại cái cách bày trí cũng rất là đẹp. Ngon quá. Ủa bác Theo không biết ăn này hả? Không biết ăn đồ sống. Đi ăn sushi cái hồi mà không ăn được đồ sống với cả nhà. Không ăn được đồ sống hả? Rồi mình đi mình cổ cho mọi người ăn. Cố vũ tinh thần. Nào. Nhưng mà hình như cái này ăn được đúng không? Và salad này có đồ sống. Mày ơi, này lấy gì vậy mẹ?
không? Sò điệp. Rồi sò điệp đó con. Rất là ngon nha. Rất là ngon, rất là béo, rất là tươi. Nếu mà bạn không ăn được, bạn có thể ra thế cho cameraman không? Ngon. Rất là ngon luôn. Đấy sao tụi con? Béo không? Rất béo, rất ngon. Ý, món gì nữa đây? Dạ, vị sopa lạnh với... Để chị gắp cái này lên trên này luôn đi. Bên kia cho bác theo cái cơm cái mì này này bọn kia. Hiếu ngồi vô ăn đi Hiếu. Rồi, cảm ơn em. Đó. Rồi, ngồi vô. Coi chừng ấy ra coi. Chén sốt đó để ăn mì đúng không em? Không, cái sốt này là sao á? Ok. Chiều wifi này 28 đi qua. 28 Lê Quang Định. Rồi, gặp nhân công như thế nào? Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn miếng khác nha, miếng này không biết cá gì nữa đây nè. Không có. Như kiểu nói gì ta? Cá, cá cam hả? Giống cá cam đúng không? Nãy con đọc trên menu là cá thì mà chưa chưa mưa mưa gì cả. Cá bơn. À cá bơn. Có ham bao không? Rất là ngọt. Tươi. Tính ra một cái combo mình gọi như vậy là đủ món luôn á. Ngon. Ăn đây, Hiểu ăn đi. Mời cả nhà. Rồi, mình sẽ ăn thêm một cái cá trích ép trứng nữa xem coi như thế nào. Cá trích ép trứng. Hiểu ăn đi Hiểu. Dạ dạ. Gắp đi, muốn ăn cái gì gắp đi. Cá hồi hả? Ok. Ăn đây, tụi con thích ăn thêm gì nữa thì gọi tụi con. Ngon. Béo béo, có vị giòn giòn, có vị ngọt ngọt. Xong rồi thêm một ít mù tạt nữa, nó xông lên mũi. Rất là đã. Rất là đã. Mình Nguyên ăn món gì? Cá hồi nữa hả con? Rồi. Con là cá hồi nãy giờ. Con là cá hồi à? Đạo cá hồi đúng không? Con là con ăn xin. Cái món này không biết cá gì trắng trắng nào không biết nữa. Mình kêu một cái combo nhiều khi nó cũng thành một cái giống như nhiều món mà mình không biết nó là cái gì á. Mình không biết đây là món cá gì luôn. Không biết đây là món cá gì nữa. Rất là béo. Cá này cá gì á bé Tuyết? Mình không biết là cá gì luôn á. Bởi vì hồi nãy coi combo xong cũng không nhớ ở trong đó chín món nhưng mà gồm những món gì. Tóm lại là cái gì cũng ngon. Rất là tươi đúng không? Ừ, rất tươi, rất ngon luôn. Thôi. Ăn rất là ngon và thật sự món rất là tươi. Quý bà con cô bác ai mà muốn ăn sushi mà ở khu vực Bình Thạnh này thì có thể ghé quán Mixix hả? Mixix để ủng hộ. Để ủng hộ. Số 22628 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh. Có thể ghé đây để ủng hộ cô anh. Cô anh không phải là chủ quán nhưng là fan của sư phụ Khương Dừa, nhưng mà con trai của anh là cái anh hồi nãy á, anh chủ quán á, là con của cô anh. Thì quý bà con cô bác có thể ghé đây ăn sushi để ủng hộ cho cô anh nha. Cũng như là thực sự là món rất là tươi và rất là ngon luôn. Nhung xin phép sẽ tắt clip ở đây để cho cameraman có thể ăn, chứ không có là ướt hết cổ áo rồi quý bà con cô bác. Bye bye nha các con, bye bye nè.